Mình sẽ chia thành một khối tam giác ở phía trên này. Là cái góc độ nâng thôi, chỉ ghi vào đấy, ghi vào này thôi. A là từ 0 độ, còn B là 1 đến 89 độ, C là trên 90 độ trên học bài. Chị chưa học về phần lý thuyết nên là nói cái đấy chị sẽ không hiểu đâu. Nào kể chị đi vào đây, nào gọi đi nhé, khi nhiều cho nhớ. Và lưu ý mình sẽ chia từ điểm không phải chia từ đây nhé, các bạn phải chia từ đây đường nghiêng sau ấy, điểm số 4 ấy. Đó bài mới cái gì không, từ của mình toàn chia thì chia nhưng mà của bài mới thì chia này thôi, không phải cắt bài này đâu mà chia. Sẽ chia từ điểm số 4 xuống điểm số 6. Và lưu ý là mình sẽ phải chia cân đối. Ở đây mình sẽ cắt theo phương độ vuông các bạn nhé. Cắt theo phương độ vuông. Các bạn chia từ điểm số mấy các bạn có nhớ không? Đây là số mấy nhỉ? Điểm số. Đây là số chia tay mà, nó chia tay. Số 1 mà. 1 đây là 14. 14.1 nhé các bạn nhé. Nó sẽ khác là các bạn cắt gáy thấp. Đúng nhỉ? Các bạn sẽ phải chia từ điểm số 1 đến điểm số 14. Đấy, 14, 11. Đây này. Tóc dày nó mỏng thế. Nêu tầng cao mà. Nêu tầng cao bắt buộc các bạn phải chia như thế. Đấy. Tiếp theo nữa này. Chia lại cái này cho nó các bạn dễ nhìn này. Tiếp theo. Phần này thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt xác định chiều dài. Xác định chiều dài. Cắt vuông.
mình sẽ cắt vuông để xác định chiều dài. Cắt vuông để xác định chiều dài. Khi mà mình xác định được chiều dài xong rồi, được chưa? Khi bạn xác định được chiều dài xong rồi, vuông như này rồi, cân đối nhau rồi. Giờ mình sẽ cắt một phần gáy của mình, sẽ cắt layer. Phần gáy này mình sẽ cắt như nào? Phần gáy này mình sẽ cắt nâng góc độ 45 và mặt cắt của mình sẽ là mặt cắt 90. Như nào là mặt cắt 90? Như này là mặt cắt 90. Vuông góc với tóc. Thẳng xuống đấy, thẳng xuống như này này. Mặt cắt như này là mặt cắt 90 này, đúng không? Mặt cắt thẳng từ trên xuống dưới này là 90, đúng không? Đấy. Thì nó cũng sẽ tương ứng với các bạn nâng lên 90. Các bạn cắt 45. Các bạn nhé, tương ứng với các bạn nâng lên mặt cắt 90 này và các bạn cắt mặt cắt 45. Đấy, khi đưa xuống nó cũng sẽ thành như này. Đấy chưa? Bây giờ mình sẽ cắt là mình nâng 45, cắt 90. Mình sẽ cắt đúng đến cái phần mà mình chiều dài cuối cùng này. Các bạn nhé, đúng đến phần chiều dài cuối cùng này. Các bạn thấy không? Này ơi chưa? Nó đuổi không? Các bạn thấy đuổi từ trên xuống dưới không? Đây, lớp trên cùng này, lớp dưới cùng này. Bây giờ mình nâng lên trên nhé. Có đúng không? Cô đúng như vậy ạ. Đấy. Thế là bạn, nên là có người bảo là không, em cắt, em nâng lên trên chứ, em nâng 90 này, em cắt 45 chứ, đúng không? Cái bài này em học, em được cắt nó là như thế mà. Anh cắt thế sai rồi. Ok, đấy, nâng lên đấy, đúng chưa? Và nâng thấp xuống cũng như vậy. Thì các bạn thấy như nào nó an toàn các bạn cắt. Thì nó dễ cắt thì các bạn cắt. Nó chỉ là một cái vòng mà mình thay đổi thôi, được chưa? Tiếp này, mình sẽ cắt theo từng lớp dọc như này và theo phương độ của vuông. 2 về 1, 3 về 2, 4 về 3, 5 về 3, 6 về 3, 7 về 3. Được chưa? Chẳng hạn mình chỉ cho nó là 3 thôi, không phải là 4 nữa. Lớp đầu tiên này, cho bớt ra. Các bạn lưu ý khi các bạn mới học, kỹ năng của mình chưa tốt thì mình nên là cắt đến đâu mình kẹp lên đấy nhé, bắt đầu mình kẹp gọn lên đấy thì mình sẽ dễ cắt hơn. Ví dụ như vậy, đây là cái phần mình chưa cắt này. 2 về 1, 45 là chỗ này nhìn 45 mà chỗ này cũng phải nhìn nó là 45. Chứ như này không phải là 45. Các bạn nhìn chưa? Đúng không? Đấy. 45 nó ở đâu? 45 nó ở đây. Các bạn nhìn cái điểm nối nhé. Đấy. Tiếp. Lớp 2. Đấy, đây là mình, đây là năm lớp thứ 3 này, đúng không nhỉ? 3 về 2. Đấy. Ở trong đấy.
4 về 3, 5 về 4, 6 về 4. Điểm của mình nó là điểm số 4 thì nó sẽ là 4. Đây. Tất cả đưa về đây nha, 45 đấy nha, 45 đấy các bạn nha. Các bạn đưa mà như này là các bạn hỏng này, được chưa? Đưa như này thì các bạn phải cắt mặt cắt khác rồi. Đưa nào như này các bạn phải cắt mặt cắt là gì? Xin dưới 45. Đưa vào đây mà các bạn cắt mặt cắt 90 là các bạn hỏng này, đúng không nhỉ? Đấy, mình đưa thấp đúng góc độ. Chị Hiệp nghe có hiểu không? Gần hiểu đấy. Còn phần khung này là các bạn này, phần khung này các bạn có thể hình dung ra là nát nữa các bạn sẽ bấm như nào, đúng không? Nó thừa bao nhiêu không cần biết, đúng không? Các bạn sẽ hình dung ra được nát nữa các bạn sẽ bấm như nào. Giờ các bạn cắt xong, các bạn nhìn này, nó song song đường chia chưa, đúng nhỉ? Song song đường chia của các bạn. Các bạn, mục đích của các bạn cắt layer như vậy ấy, là khi mà cắt xong cái lớp tóc của các bạn nó phải song song với đường chia này thì các bạn thành công. Còn cắt xong mà nó chả nhìn giống đâu ấy, mà nó không song song được ấy, thì mình đã cắt sai các bạn nhé. Nó sẽ có bài, cắt về điểm ấy. Cái này là được học rồi, các bạn được học rồi về cái bài này rồi, về cái gọi là cái phương độ mà các bạn được học rồi thì các bạn mới cắt được như thế, mới hiểu được cái đấy, hiểu không ạ? Tại vì mình thấy nó từ 3 ra, phương độ nó phải có từ 2 về 1, 3 về 2. Cái này em đừng phải đứng bên này, anh cắt bên này nhá, em đứng bên này, anh cắt bên này, em đứng bên này, em quay thì sẽ nhìn rõ tay hơn và để học nó sẽ dễ hơn. Nghiêng đầu mẫu một chút này, chưa ạ? Đấy. 2 về 1. Đúng góc độ. Điểm tóc này, điểm đây nó là điểm này này,
chứ không phải là mình kéo hẳn trên này. Đấy, không phải kéo lên này, không phải kéo nó xuống tận dưới này, được chưa? Đấy. Đúng vị trí của tóc. Ở đâu thì mình cắt đấy. Rồi. Đấy, khi cắt xong mình cũng sẽ phải cân đối cái điểm rơi, cái điểm chia của mình nó đã đúng chưa. Đúng rồi em. Điểm chia nó chưa đúng hoặc là hai bên nó chưa cân nhau thì mình phải xác định hai bên nó cân nhau. Đấy, các bạn nhìn chưa, khi cắt xong các bạn sẽ thấy hai bên này. Bây giờ mình ra nhỉ, cắt dọc kiểm tra ngang. Đấy. Cắt dọc kiểm tra ngang. Sợ thừa thì mình bấm đi, còn không thừa thì thôi. Đấy. Trên này thì mình bấm tạm như này thôi. Thừa thì mình sẽ bấm đi, mình không thừa thì thôi. Anh bật đứng. Được chưa? Giờ mình sẽ hạ xuống để mình cắt. Hạ xuống để mình cắt. Mình sẽ hạ ở góc độ là 45 độ, vẫn là 45 độ. Nếu mình muốn cao thì mình sẽ cắt mặt cắt gì? Mặt cắt đây là 60. Đúng không? Mặt cắt 45. Bình thường mình cắt vừa thì mình cắt mặt cắt 45. Đấy, còn mình muốn cao thì mình cắt mặt cắt 60 hoặc 90. Ví dụ như này. Nếu các bạn cũng vẫn muốn đưa như này. Đưa thấp như này. Các bạn cắt thì nó sẽ ở đây, nó sẽ nằm ở đây. Gáy của bạn nó sẽ layer tầm này. Được chưa? Hoặc là mình bây giờ mình sẽ được 45 ở đâu? 45 ở đây. Đây chính là 45. Và nhá. 45 này nó sẽ nó mới tương ứng với 90 ở tại điểm này. Nhưng mà nó chỉ là 45 tại điểm này thôi. Đúng không ạ? Mình sẽ nâng 45. Mình sẽ nâng 45 và mình cắt một cắt 45 bạn nhé. Đây đây, nâng 45 này và cắt một cắt 45. Đây. Tiếp tương tự cam đưa xong tương tự nâng 45 và cắt một cắt 45. Vẫn là phương độ của vuông. Vẫn là phương độ của vuông các bạn nhé. Đấy, mà cắt mình vẫn thế này.
đi nữa này, em đi. Anh để cái chiếc cho em đi. Tiếp. Đấy, em đưa ra, em nhìn thấy chưa? Mình đưa ra này. Nhìn được cắt chưa? Vẫn là phân độ vuông. Nó 4-5 nha. Không phải thấp như này. Phải không? Thấp như này nó lại bị thấp quá. Không phải đưa 4-5. Điểm chia. 4-5-6 điểm chia ấy. Số điểm chia này. Điểm chia của mình ở đây này. Đây này, đây này, đây này. Nhìn nhầy. 4-5 này. Đấy. 4-5 này. Xong. Các bạn đã nhìn ra hình chưa? Thấy hình chưa? Ra hình khối của layer chưa? Đấy, layer là đây. Bông banh thôi. Đấy. Rồi, giờ sang bên đây. Sang bên đây. Thì mình sẽ chia hơi chéo một chút của hình tam giác. Chéo một chút của hình tam giác để mình cắt này. Đây. Các bạn nhìn nhé. Đưa tiếp vào đây này. Đưa tất cả về một các bạn nhé. Bốn năm thôi các bạn nhé. 4-5 thôi. Bốn năm thôi. Bốn năm. Các bạn thấy là phần bên trên này nó phần bên dưới nó đi theo nhau. Nên chỉ phần này nó không theo này. Được chưa? Phần trên và dưới này nó đi theo nhau. Tiếp. Tương tự. Tương tự của lớp trên. Em chị, em đứng bên này quay, em phải đứng bên này quay thì nó mới đúng rồi.
tiếp theo mình cứ cắt tương tự như vậy, cắt giống lớp dưới, lớp dưới cắt như nào thì lớp trên cắt như thế. Đấy, ra đây cũng phải gì cắt đây. Mình cắt lên như vậy chứ không phải là như này nữa, không phải là như này nữa, cắt lên đúng theo chiều này, này. À. Đúng như này, này. Đúng chiều đấy. Nâng 45 và cắt 45 đấy các bạn. Đấy, còn nếu trường hợp các bạn muốn lên layer nhiều hơn nữa thì các bạn nâng gì? Nâng cao. Nâng không, vẫn nâng 45 nhưng các bạn cắt gì? Cắt mặt cắt chi. Cắt mặt cắt gì? Nhiều hơn. Đấy. Tóc dày thì các bạn có thể cắt như thế, nhưng tóc mỏng thì các bạn cắt như thế nó sẽ bị mất phần khung. Đấy. Nó có nơ, có nơ mà, có nó có đuổi mà. Nếu như lớp này nó đuổi ít thôi, các bạn nó đuổi nhiều nữa thì nó sẽ thành vảnh ra. Cắt xong nó sẽ bị, mà uốn vào nó sẽ bị vảnh ra. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà đưa về đây các bạn thấy không? Đấy. Nó chỉ thế thôi. Và các bạn cắt như này con uốn lên nó mới đẹp, nhưng mà nếu các bạn uốn cắt cao quá con uốn lên không ra dáng được. Hỏng ngay. Rồi, tiếp theo. Tương tự phía bên này. Đấy. Tương tự. Đấy. Và các bạn sẽ cân đối hai bên xem hai bên nó cân nhau chưa. Có dài hơn hay ngắn hơn thì mình sẽ cân đối. Như bên này mình thấy bên này nó dài hơn, bên kia tầm một chút xíu chẳng hạn, thế thì mình sẽ cắt bớt nó đi. Đứng được phút chờ kia. Bôi ấy nhé, bôi kích cho nó được luôn. Chị là ít thời gian đấy, sốt rồi đấy. Rồi mình sẽ cắt bớt đi một chút. Đấy. Tiếp. Rồi, chịu. Okay. Chỗ nào mà mình cắt thì mình cứ nâng đúng góc độ mình cắt thôi, mình cứ trải ra kia.
trả theo đúng vị trí của nó đây các bạn xem, đúng vị trí của nó mình cắt lên lớp trên này thì chẳng hãi gì cả nữa rồi. Khung nó bên dưới nó không có khung ở trên đâu. Vì nó là layer mà, đúng không? Nó layer thì mình sợ gì? Đúng không? Mình cứ cắt thôi, sợ gì không layer đâu. Cứ điểm lối mà cắt thôi. Cứ 4 5 6 điểm chia, các bạn cứ 4 5 6 điểm chia. Đây điểm chia đây này. Đúng không ạ? Vì mình phải cắt theo phương độ tam giác để phần này mình giữ dài nên việc kéo về phần tai 4 5 của mình sẽ phải cắt 4 5 6 điểm chia. Chứ nó không phải như này. Như này không phải 4 5 các bạn nhé. Đấy, như này nó không phải 4 5. Nó độ thấp rồi. Bây giờ mình đo xem hai bên của mình layer như vậy nó đã vừa, nó đã có bằng nhau không. Đấy. Bên này nó vẫn dài hơn một tí này, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ xem là mình sai ở đâu. Độ dài hai bên bằng nhau rồi thì nó sai ở đâu? Sai ở cái phần góc độ mình đang nghỉ chưa bằng nhau, đúng không? Đấy. Không biết các bạn có nhận ra không? Các bạn lưu ý là các bạn phải kiểm tra nhé. Các bạn phải kiểm tra cho nó chuẩn xác vào. Đừng cắt theo kiểu cảm tính, theo kiểu là gọi là vo. Kiểm tra, đo hai bên nó cân nhau chưa. Cân nhau thì ok, mà chưa cân thì phải cắt cho nó cân. Còn nếu khi cắt một bên ngắn bên dài, bên cao bên thấp. Giờ mình cắt đến chỗ này là coi như cái phần khung của mình nó khá là ổn rồi đấy. Các bạn nhìn vào đây nhé, các bạn thấy đây. Bạn thấy nó layer từ dưới lên trên không? Bạn nhìn layer từ trên kia. Nó có layer đấy, đuổi này. Nhưng nếu các bạn cắt ga đua thì chỗ này nó sẽ gì? Nó sẽ bằng. Không nhỉ? Đấy. Bên này cũng tương tự này. Đấy. Mình sẽ layer từ trên dưới này.
Cái này thì mình chỉ việc bấm thôi, bấm nét thôi là xong. Yeah. Rồi. Ừ. Nhìn nó có ấy đấy, nó có cái khối của nó đấy. Có cái khối của nó đấy. Là khối. Thì đúng không? Thấp thôi. Không muốn cao quá thì mình sẽ cắt thấp, thấp gáy thôi, cắt bữa gáy thôi. Mà là trước cắt đầu của Ngân rồi này. Ừ. Đầu tiên thì Ngân rồi. Ngân mới vào đây. Nó cắt xong rồi đẹp, uốn xong thì các anh ấy uốn thành nhiều quá. Là mẫu uốn thử không? Là mẫu muốn thử. Rồi nhá. Giờ các bạn sẽ chia điểm số này, chia đến điểm số 13 xuống, điểm 13 xuống, và các bạn sẽ cắt. 13 điểm. Chỗ này thì các bạn sẽ cắt như thế nào? Đấy, các bạn nhìn nhá, nó qua đây này, được nhá. Đấy, nhưng mà nếu mình cắt như này thì nó rất là nặng, các bạn nhá, các bạn sẽ phải đưa lên 4-5 này. Đúng không? Nâng của mình là 4-5. 4-5 trên đây này. Đúng không? Đúng nhỉ? Đấy, vừa nãy là mình đang muốn nâng dạng kiểu 90, nhưng mà 90 so với gì? 90 so với cái điểm này thôi, nhưng vẫn là 4-5 so với cả đầu. Đúng nhỉ? Đấy. Nâng lên trên này. Cắt mặt cắt của mình nó phải sâu lên trên này. Nếu mà các bạn cắt theo kiểu như này, nó kiểu chỉ chéo chéo nhẹ này thôi ấy, thì nó sẽ bị cao quá và nó mất cái phần bên dưới này, cái lớp trên nó không đè, cái lớp dưới nó không tạo được cái độ ôm. Đấy. Nó vẫn cắt theo chiều của nó. Ở trong vẫn là phong các bạn thấy chưa? Nó ôm xuống dưới này, đưa ra này. Nó mới loại bỏ được cái trọng lượng của đoạn này. Không, các bạn đưa ra như này, vì lớp này vừa nãy các bạn đã cắt cao lên tầm này rồi, các bạn không thể đưa thấp được, các bạn phải đưa lên tầm này, đưa lên tầm này, đấy, đưa tầm này, đấy, phải cắt lên, dạ, đưa tầm này phải cắt lên, đấy. Đấy, phần gáy của mình nó khá là cao, các bạn nhìn ra. Khá là cao. Đấy. Nó sang bên này. Thì mình sẽ chia thì mình sẽ chia thành tam giác. Chia thành tam giác. Chia thành một cái tam giác như thế này. Đó. Chia thành hình tam giác như này. Đó. Chia hình tam giác như vậy để mình cắt. Dạ. Tất cả mình sẽ đưa hết về phía này. Và mình sẽ đưa hết về phía này mình cắt.
mục đích của mình cái lớp trên này nó cũng phải layer mà. Nhưng nếu mà nó nằm ôm cụp xuống thì lại không được. Nó mà lại nằm ép xuống thì lại không được. Và mình phải đưa về phía sau này. Đưa lên thì khi các bạn uốn thì nước như lúc này nó mới khoe ra được chứ, đúng nhỉ? Các bạn nhìn nhé. Đấy. Thì các tầm. Nấp trên. Giờ còn phần cuối này. Cửa nhìn hở vậy nhưng mà cách âm cũng được ấy nhỉ? Đấy là nó còn hở chứ nó không hở, chắc là không hay được. Ừ. Cứ kín là cách âm được. Cứ kín là cách âm được. Nhà em cũng kín nhưng mà... Nhà vẫn kín nhưng mà nhà hàng xóm vẫn nghe tiếng. Tại sao thế nhỉ? Rõ ràng hai nhà cách nhau mà nhà hàng xóm vẫn nghe tiếng động. Vâng. Tại sao thế? Đúng nhỉ? Nên đấy là đặt ra câu hỏi là ta cũng kín thế rồi mà tại sao nó vẫn bị dính? Nên là bên kia vẫn nghe thấy tiếng. Một cái bức tường rất to. Ừ, bức tường rất to. Mà mái của mình cũng riêng. Rồi bây giờ cái mái này có thể mình sẽ cắt thành mái lạch. Mái lạch hoặc là mái giữa, đúng không? Mái lạch đi. Đấy, mình sẽ để thành cái mái lạch. Đừng bỏ đẹp nhé. Đấy, mình sẽ để thành một cái mái lạch nhé. Mái lạch như này. Đấy. Chỗ này còn chỗ nào thì mình cắt nốt này. Ở phía sau này thì mình sẽ đưa hết về phía sau này mình cắt. Đấy, đưa hết về phía sau này mình cắt. Chỉ có đi lên thôi. Đấy, đi lên thôi.
đi lên thôi. Cái phần này nó sẽ là cái phần mà đi lên cao. Đó là phần đi lên cao. Đây. Các bạn thấy là cái phần mà từ giữa đầu này mình phải đưa về sau mình cắt. Đúng không? Thì nó các bạn đưa về phía trước các bạn cắt xong các bạn đưa về phía sau nó lại thành thừa. Thành bị thừa nhé. Đấy. Giờ chỗ này này mình mới kết nối với phía sau này. Trải lên này. Các bạn cắt giống hệt như mái tóc layer mà các bạn vẫn cắt mà. Các bạn hình dung ra đi. Chỉ là đường chia nó khác thôi. Các bạn hình dung về đường chia nó khác thôi. Chứ còn giống hệt cách các bạn nâng tóc giống không khác gì bài layer mà mình dạy cho các bạn. Đâu nhỉ? Nó chỉ khác mỗi cái về cái đường chia thôi. Đây, có phải là cái phần này, điểm này mình đưa hết về sau mình cắt theo không? Cắt theo xong chỗ này mình đưa lên này. Máy thì mình sẽ rồi ok giờ mình sẽ sấy và tỉa các bạn đấy mọi người máy sấy cái nồi sấy. Cái bài này quay video livestream này chủ yếu để cho các bạn học chủ yếu thôi. Từ sao các bạn thấy những video nó uốn tóc uốn xong là sao các nếp tóc nó cứ đổ thôi đây đúng không? Đúng rồi. Nó đổ tiền chảy về uốn nó đổ về đây và các bạn cắt nó không thế nào nó ra được đúng không? Mày bảo thầy cắt sao thế các nó chẳng đổ được như thế, có phải cắt như thế đâu nó đổ như thế được đúng không? Nó phải có bài, nó phải đúng bài chứ, vì khách của mình người ta cũng yêu cầu như thế đâu đúng không? Khách của mình người ta có thích như thế đâu mà mình cắt như thế đúng không? Đấy các bạn thấy không? Này uốn lên còn bay mất hình không? Đúng không? Đây. Ở đâu nó nằm ở đấy đúng không?
Đi lên cái nha. Mái tóc nó cắt như này thì các bạn thấy là khách hàng ấy, người ta về người ta chỉ đổ khô tự nhiên rồi sấy rồi nó sẽ còn hết ngay. Vì những mái tóc layer này nó rất dễ còn hết. Sau bài này là sẽ đến bài Nhật Hàn nhé. Bài này các bạn cần thời gian bao lâu để hoàn thiện, để cắt bài này và hoàn thiện bài này? Nó nói là các bạn sẽ cần thời gian bao lâu? 2 ngày, 3 ngày hay là 1 ngày hay là... Hết tuần này là... Ừ. Đấy. Ừ. Ok. Nếu mà ổn thì em sẽ chuyển bài nhé. Khi nào mà lớp mà em kiểm tra ổn thì em sẽ chuyển bài. Sau bài này sẽ đến bài Nhật Hàn. Sau bài Nhật Hàn sẽ đến bài Cung Boy. Cung Boy. Tóc này thì nếu để mà nói thì sấy nó sẽ khó hơn tăng sấy tóc thật. Nhưng mà nó hoàn toàn vẫn có thể sấy được. Vẫn có thể sấy đẹp được. Chiều cắt luôn. Ngân thôi, ngân tóc của ngân, dáng đầu, ngân tóc. Cả tóc em cắt nó hơn 2.000 tấn. Ngân cắt lần cua còn hợp nữa rồi. Chờ tóc cua. Còn cả thêm là tóc cua. Dũng không biết là hôm qua kia nhắn tin mà là em bận quá chưa đi học được. Thế là cái gì? Không, ở nhà cắt là có đông khách mấy đâu mà cắt, làm đông khách mà cắt. Thế là có việc. Nhìn năm nay cưới à? Cắt chưa? Người yêu làm kế toán ấy. Ừ. Chuyên Hà Nội. Vẫn công ty à? Dũng cũng làm cả cái mảng khác đó mà. Dũng không phải muốn làm phòng bối tóc đâu. Dũng làm gì nữa rồi. Ở nhà nó có cả văn phòng ở nhà mà. Chắc là môi giới bất động sản. Bán hàng cũng có thể là bên ấy bây giờ nhiều người làm cái ấy lắm, nhắn anh bảo làm nhiệm vụ cho mấy cái doanh nghiệp công ty ấy. Mà chạy cái đấy mệt lắm, ngày nào còn dán mắt mà hình. Dưới mình không cần phải sấy mà nhé. Lớp dưới cùng các bạn không cần phải sấy. Mình cần cái lớp dưới đấy là mình cắt layer rồi, mình cần để cho nó thẳng. Để cho nó có cái dáng.
gì đó. Cái thùng giấy anh ấy lại cứ với phải với vào tận cái giấy ở bên trong chứ không hạ cái thùng xuống. Thế như này với giấy thì không tới đâu. Thank you.
Nóng hết rồi. Đói chưa? Ừ. Cắt đầu canh nó vất vả hơn đồ thật rất là nhiều. Thật thì nó không sấy nó rất là nhanh. Tụi áp được. Ăn thua gì ngày Tết đúng không? Ngày Tết là gọi đầu to tay ra anh luôn. Chả luôn. Làm dễ nhà cô là gì ngày Tết cũng phải to tay ra chứ là gì có cái chuyện mà ăn cơm sớm. Đông không? Đó. Ngày Tết chẳng hạn như từ ngày 25 Tết, ngày 23 Tết mà trở đi thì gọi là nhà nào ở đâu? Thì nhà... Khách dồn vào những ngày đấy là những ngày rất đông. Bình thường đều luôn, những ngày đấy là những ngày rất đông. Đông cứ bụi đấy, chứ không phải là vừa đó. Đều thì vẫn đều, nhưng mà còn những ngày đấy là nó đông hơn nhiều. Nó chỉ được khoảng tầm một tuần thôi. 4 giờ sáng à?
do gì em, do gì em mà nhận khách tầm đấy vẫn nghĩa là có em phải để là không tự nhiên mà khách 4 rưỡi người ta đến, bởi vì em phải nhận khách 4 rưỡi thì người ta mới đến. Thế là người ta cũng muốn làm sớm thì cũng để sớm thì đấy thì đấy là do gì em nhận chứ còn bình thường mà em cũng chưa bao giờ em nhận khách tầm đấy thì làm gì có ai người ta đến 4 rưỡi người ta gọi cửa. Đó là giáo dục khách hàng. Đó là giáo dục khách hàng. Thôi ra thì nếu mà mình muốn làm được nhiều thì mình làm từ 4 rưỡi. Chả sao thì Tết mà. Đúng chỗ người ta làm không đêm với 4 rưỡi hay làm gì đâu. Lúc mà giao thừa hôm nay làm tóc. Có những cửa hàng mà giao thừa vẫn đâu, vẫn có khách, vẫn là khách đến đến một đến đến sáng sau. Bình thường mà. Anh tài, anh tài cứ làm thế mà. Chứ anh tài anh kể đấy, anh làm một hàng ba anh cũng làm được. Anh làm bình thường. Nó Tết đến rằm, anh khoảng tháng Tết đến rằm anh làm được 90 triệu. Cái tài thôi. Tài cho cái tài á. Thì chấp nhận là không đi chơi Tết đấy. Chấp nhận là không đi chơi Tết, làm đến rằm luôn đấy. Làm không đấy. Yeah, vì lý do là cả hai vợ chồng anh đều làm tóc thì có thể như thế được. Giờ các em mà một người làm tóc, một người không mà làm thế, làm chỗ có đúng cho ngay chứ. Đúng không? Thế là nó ở nghĩa là cái vấn đề tiền ai tí thôi, nhưng mà sức khỏe với lại một cái không cho phép. Nhiều người lại thích đi chơi Tết. Rồi Tết mà đang muốn nghỉ ngơi, chơi. Tổ chức của ông làm cả năm rồi không? Cái chuyện là mấy ngày thôi. Kiếm tiền thì kiếm Tết người ta nên làm tóc nữa nhỉ. Tết người ta vẫn làm tóc nữa. Nhiều người ăn tưởng là người ta đi chơi xa nè. Đấy. Nhiều nhà như mình thì gọi là ăn Tết. Ăn Tết là nhà, nhiều người ăn Tết ở nước khác. Ở vùng khác. Đi du lịch về nghỉ ngơi ăn Tết. Người ta qua ngày Tết là ngày nghỉ. Để nghỉ ngơi đi chơi. Nhưng người ta làm tóc là nhiều được. Nếu ông chú đến Tết là đi Thái Lan thì lấy khỏi nhà rồi. Ở nhà đi luôn cả trẻ con, vợ chồng, gia đình như thế. Đúng không? Người ta có tư tưởng là người ta không, người ta đi nghỉ dưỡng. Đấy, Tết không phải quay lại Tết người ta đi Thái rồi. Tết người ta có đi thăm hạt động thăm Thái cơ mà. Nếu hôm nay hot thì... Người ta không đi thăm họ hàng đâu mà. Họ hàng chỉ có mỗi mùng 1 thôi. Anh cũng không luôn. Tết đi quan điểm là không đi thăm ngoại. Đi chơi xong Tết về là dành cho thăm. Đúng thật. Tết là dành cho mình. Tết nhập thiết. Không biết rồi tiên. Đấy cái năm anh vừa rồi gom họ cái nhà hàng đi nhận xong rồi về lã luôn. Nhận họ. Ừ. Rồi có tháng một câu luôn là nhận xong rồi, có khi mấy năm chẳng gặp mình nhau. Chả nhớ họ nhận rồi vớ vẩn ra đường vẫn đấm bình thường, không biết họ luôn quên. Thực ra đến hôm đi nhận họ mới biết là ô thì mình có họ với nhà này gì ảnh hưởng đến động đến kinh tế tao có hỏi mày à. Đấy lúc đấy biết là ô mình có họ với nhà ông này. Ơ bác tao có hỏi mày à. Ô bác tao có hỏi mày à. Nhiều khi thế còn không thì còn không biết họ. Đây đưa anh xấy cái máy. Thêm họ là thêm chuyện. Thêm chuyện nhọc. Cầm một anh này, này. Càng ít càng tốt. Càng ít càng nhiều ấy ạ. Lắm người lắm chuyện. Quên để bảo kia. Tất cả ra. Không còn like nhỉ, sấy thì tắt đi. Sấy thôi, like.